Để ở vì ba mà thực tế ba nuôi ba lo ba lắng đấy, ba ở vì gì ông dạy mà con tôi ở một mình, chứ tôi phải 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 yêu cầu thay đổi quyền nuôi con chứ, con tôi ở bên nơi cơm được gạo tiền nấu cháo láo đâu, có ba thì cho tôi bún có ba con tôi ăn kiểu gì trồng kiểu gì, đầu khi không đi thì chị nó lên nhất sao thì chế đơn lên đi trang ngày sau là bố bụng đầy tao cứ chỉ cho cái chuyện tao cứ chế khác sẽ hỏi quay lại mới hỏi sao tao cũng không đến như vậy chứ quay lại con đi đây đi bố bụng đầy không đi đầy gấp một cái đi nó không chào vẫn ba ngày vẫn con ngoài đây con ba chẳng đi đâu con đi ra đây mà chắc thì thế quá mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cha chi chồng mua cái hoa mai. Thế là đêm mai đi tìm mấy bao mới tìm đó. Tao coi để thấy anh mất bài anh ghé nó tư đồ anh cứ bốn tuần nữa. Mà cho tao không thêm rồi chứ rồi chết. Đất làm đất cái tung lùng mà của con một cái đây mà ông cho mình. Ông ơi mình không cũng cho thì mình nó tiền mà. Ông ơi đất đất đi đi. Con ông đất đất đi là nó đi. Anh là khổ mà căn nhà đi đâu thì đi ra thì có tiền nó đi cho vui. Lấy là chị bỏ kia ra gấp tươi đi cho vui. Quay lại đây chị. Bác đâu? Đi đâu đi thì chị ăn uống với nhau. Áo mình cũng cho thằng mang. Quay lại đó bên đi. Có người ở ngoài đâu không? Chơi đi Vinh nhá. Quay lại lại cho Vinh nhá. Ra bên này có ý có ai mà. Bạn bè thì hết luôn mà. Đến đâu đâu? Mân cà đấy đi đâu đi không bằng giữa ui nên di sản cái kim nó dở nói chuyện tạp nhau. Bây giờ đi sống nữa à? 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 Mua đâu? 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 Mua Trung Quốc cũng muốn đi hầu mà.
Trung Quốc mua đây hả chị? Bên Trung Quốc nó mấy thằng đương thương ngái Trung Quốc nó mua. Em không biết làm gì nhưng mà nó thù nó hiểu.
Cháu 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 cháu